tủ gỗ quần áo có đắt không? Hello, xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube Sơn Sập Gỗ. Trong video này em Chiến sẽ trả lời câu hỏi mà các bác thường xuyên đặt ra, đó là tủ gỗ tự nhiên có đắt không? Đây là một câu hỏi rất là thú vị, tuyệt vời. Bởi vì là tủ thì nhu cầu mỗi gia đình ai cũng có, ai cũng cần, đấy là điều bắt buộc. Nhưng mà trên thị trường thì có rất là nhiều loại tủ. Có tủ gỗ công nghiệp này, có tủ liên quan tới vật liệu nhôm kính này, có tủ là gỗ nguyên khối tự nhiên. Chính vì vậy mà em Chiến sẽ làm video này để chia sẻ cái quan điểm cá nhân. Mong sao là những cái chia sẻ này giúp cho các bác có thể thêm thông tin và được trả lời được câu hỏi tủ gỗ tự nhiên có đắt không. Những cái lợi ích mà tủ gỗ tự nhiên đem lại như này các bác. Đầu tiên là tuổi thọ. Tuổi thọ, vì nó là dòng gỗ tự nhiên nên là tuổi thọ của những cái mẫu tủ này rất là bền. Ví dụ đây, đây là gỗ tự nhiên. Nó được làm từ những cái tấm ván rồi khuôn nó bằng gỗ tự nhiên, rất chắc, rất là bền. Thay vì những cái dòng gỗ công nghiệp, gỗ nhân tạo, gỗ tự nhiên thì nó sẽ bền theo thời gian, giúp cho mình tiết kiệm chi phí, không phải đổi tủ nhiều. Có thể những cái mẫu tủ này bền thậm chí là 2 đến 30 năm và nhiều hơn. Giống như là nhiều cô chú, nhiều các bác là gia đình có những mẫu tủ mà ông bà để lại hàng trăm năm rồi. Ví dụ như chất liệu về gỗ chắc này, gỗ đỏ này, rồi gỗ hương này. Đấy là những cái dòng gỗ mà thường xuyên là dùng ở Việt Nam, ở các vùng miền. Nên là đấy liên quan tới cái độ bền của tủ, tuổi thọ của tủ rất là quan trọng, đúng không nhỉ? Đó là gỗ tự nhiên. Thứ hai là khi mà bền như vậy ấy, nó là dòng gỗ quý ấy, thì giá trị của nó gia tăng theo thời gian. Nó không chỉ gia tăng về giá trị mà gia tăng về cả những cái lưu giữ kỷ niệm. Ví dụ như này. Giá trị về lưu giữ kỷ niệm. Ví dụ như đây là một cái mẫu tủ của ông bà bố mẹ để lại. Nhưng mà ông bà bố mẹ giờ không còn nữa rồi, nên là nó sẽ một cái giá trị văn hóa, một cái vẻ đẹp của kỷ niệm của bố mẹ, của ông bà để lại. Thì đấy là một cái rất là ý nghĩa. Giá trị về văn hóa, giá trị về kỷ niệm. Và thậm chí là dòng gỗ quý nó sẽ càng ngày tăng giá trị, bởi vì là gỗ tự nhiên sẽ không có nhiều nữa, như là dòng gỗ chắc này, dòng gỗ đỏ Việt Nam. Đấy là những dòng gỗ mà gần như trên thị trường nó không có nhiều nữa rồi, nên là giá trị nó sẽ càng tăng các bạn. Thứ ba đó là nhiều loại gỗ. Nhiều loại gỗ. Trên thị trường thì có những cái loại gỗ như là gỗ thông dụng, ví dụ như là gỗ xoan đào này, gỗ sồi này. Cao cấp thì có gỗ đỏ, gỗ chắc, gỗ hương. Rồi ở tầm thấp thì sẽ có gỗ công nghiệp, ví dụ như là gỗ ép này, gỗ vạt ép ấy. Thì đấy là có rất là nhiều cái loại gỗ để cho các bác lựa chọn. Thì cái việc lựa chọn gỗ tự nhiên nó sẽ là một lựa chọn rất là hoàn hảo. Các bác lưu ý nhá. Đấy là lựa chọn nhiều loại gỗ. Thứ tư đó là gỗ mang một cái nguồn năng lượng sạch. Tại vì sao em Chuyến lại chia sẻ như vậy? Bởi vì gỗ tự nhiên ấy nó sẽ sinh trưởng và phát triển ở rừng núi, tức là phát triển tự nhiên. Nó mang một cái năng lượng sạch. Nó ấm cúng từ thiên nhiên. Khi mà mình kê vào trong nhà nó cảm giác rất là ấm cúng, rất là gần gũi với thiên nhiên các bác. Đấy là cái giá trị về cái năng lượng sạch mà dòng gỗ mang lại, dòng gỗ tự nhiên. Và điều thứ năm muốn chia sẻ với các bác đó là những cái mẫu tủ quần áo tự nhiên ấy, gỗ tự nhiên ấy, nó mang một vẻ đẹp văn hóa truyền thống từ ngày xưa. Đó là vẻ đẹp văn hóa của ông bà để lại. Ví dụ như cái mẫu tủ này thì đây là những cái mẫu tủ cánh của ông bà ngày xưa đã sử dụng nhiều rồi. Nó mang một cái vẻ đẹp gợi nhớ lại những cái ký ức, những cái truyền thống của ngày xưa. Hoặc là những cái mẫu chạm khắc như này. Chạm khắc. Có những cái mẫu tủ chạm khắc thì hình tiết, họa tiết hoa lá tây hay là đồng tiền. Nó gợi cho mình những cái điều rất là quen thuộc về văn hóa, về di tích. Không bao giờ quên được. Ok, vừa rồi thì em Chiến có chia sẻ 5 giá trị mà dòng gỗ, tủ gỗ tự nhiên mang lại. Thì những cái giá trị nó nhiều như vậy thì cái việc mà giá của nó là rất hợp lý rồi. Đây là một cái quan điểm cá nhân.
Tuy nhiên là các bác có thể lựa chọn phù hợp với cái nhu cầu của mình để làm sao cân đối tài chính. Đây là một cái video chia sẻ, hy vọng nó sẽ có thêm thông tin để giúp các bác định hình làm sao gỗ, tủ gỗ tự nhiên có đắt không. Ok các bác nhỉ? Ok, rất là cảm ơn các bác đã xem video này. Nếu thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới tiếp theo nhá. Bây giờ em Chiến sẽ xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.